Em kiểm chứng cho anh em 100% là xe chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xe chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp với người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em hiểu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là sai chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào, còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái, ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn cho anh em nhá, tứ trắng sóc này. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ vào số 2 mở đây không bàn là có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ vào lẻ mở đây, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở đây không bàn sai, ba đèn anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở đây không mà sai, ba trắng anh em này. Tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha, tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha, chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này
không bạ sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chiến rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Này. Đĩa này. Không có gì luôn anh em nhá. Chào anh em, nhân dịp đầu xuân năm mới, công ty mình tiếp tục ra video để giới thiệu tới cho anh em một cái siêu phẩm giúp anh em đi chơi ở cái tháng riêng, cái tháng ăn chơi này, về cái bộ môn chơi sóc đĩa mà không cần phải chuẩn bị đồ, bát, đĩa hay là những bộ quân vị vào mà anh em vẫn còn chiến thắng anh em nhá. Đó chính là cái máy nhận diện màu quân vị S68 này. Với cái máy này ấy, anh em đi chơi anh em chỉ cần để quân vị lên cái máy này để cho quét màu, còn quân vị của họ ở trong sọc trong sới cho anh em chơi vẫn chơi bình thường anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào và hướng dẫn anh em cách chơi và sóc thực tế để anh em cùng kiểm chứng về đồ anh em này. Ví dụ ở trong chỗ anh em chơi, họ đang chơi một bằng vị bài là có vị màu như này, thì anh em chuẩn bị cho mình một lá bài tương tự, anh em đặt lên máy, đợi 3 đến 4 giây sau là máy nó sẽ nhận diện được màu quân rồi, nó sẽ anh em để ở trong người, nó sẽ báo chất nẻ về cho anh em. Đấy, lá này thì anh em bỏ đi và họ vẫn đang chơi cái lá của họ anh em nhá. Này. Cái đồ này nó mới ra nhất của cái năm 2020 rồi. Anh em nhanh tay gọi điện cho mình để được đặt hàng và tư vấn miễn phí anh em nhá. Đấy. Ở đây cái video quảng cáo thì mình sẽ để cái máy này ra ngoài bát này để anh em đang xem video có thể nghe được cái tiếng rung của nó. Còn khi chơi anh em để ở trong người, chỉ một mình anh em biết anh em nhá. Đấy, trước khi vào sóc tôi sẽ thử bát đĩa cho anh em, là tôi quay hoàn toàn là xanh chín, đồ đạc cũng là xanh chín hoàn toàn 100% anh em nhé. Đấy, cuối video tôi sẽ đập bát đĩa để chứng minh cho anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào và sóc với anh em này. Đấy, rung một cộng nháy một đèn thì chắc chắn nó về lẻ rồi anh em này. Bán lẻ 500 triệu, lẻ con ngoài 500 triệu nữa, tiếng đầu mạnh tay đánh vào lẻ này, mở bát này, ba đèn anh em này, tiếp tục này. Dũng 2 rồi, anh em đánh vào chẵn cho tôi, đánh vào bảng vị, đánh vào sấp đôi của tôi này, đánh vào sấp đôi 500 triệu này, mở bát này, không có chuyện sai luôn anh em nhá. Tiếp tục này. Vẫn là dung 2, anh em này, tiếp tục đánh gấp khúc, bán chẵn 1 tỷ, chẵn con ngoài 1 tỷ nữa, ai mà đặt tay lên bát là mất ngay quả nhà này. Chuẩn chỉ cho anh em này. Tiếp tục này. Không dung, tiếng này là anh em đánh sập bản vị, đánh vào tứ tử cho tôi, bán chắc 500 triệu, chắc còn ngoài 1 tỷ này, mở bát này, tứ đen luôn anh em nha. Và bây giờ mình sẽ để cái máy này trong người để chỉ một mình tôi biết thôi, đánh với anh em 2-3 tiếng bạc nữa này. Dung 1 rồi, máy báo chẳng có cho tôi là dung 1, dung 1 thì anh em cứ đánh vào lẻ tôi, không cần biết ba đen hay là ba trắng, bán lẻ 500 triệu, mở bát. Bà đèn luôn anh em nha. Kỷ niệm cho những anh em nào mà đang thua tha mà muốn gỡ gạc lại một tiếng bạc cuối cùng rồi, để anh em có cái đồ ưng ý anh em chơi và lấy lại được những gì anh em đã mất nha. Tiếp tục là dung 1, bán lẻ 1 tỷ, lẻ con ngoài 2 tỷ nữa, ai mà đặt tay của bác là mất ngay quả nhà này. Lẻ rồi anh em nhá, không có chuyện sai luôn này anh em này. Thế bây giờ mình sẽ đập bát đĩa để chứng minh cho anh em biết là cái video này tôi quay hoàn toàn là xanh chín anh em này. Này, nam châm tử nó hoàn toàn là không hút này. Đấy, quân vị là xanh chín anh em này, không một chút tăng tích kìa anh em nhá. Đấy, này,
bát này anh em này. Này, đĩa này. Không có gì luôn anh em nhá. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ tới mình qua số điện thoại trên màn hình. Nhà mình qua cơ sở thứ nhất bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở thứ hai bến xe Giáp Bát Hà Nội. Anh em tiện đâu thì anh em qua đó, rồi chúc anh em thành công. Chào tất cả các anh em, hôm nay công ty Cầu Bịp bên mình xin tiếp tục làm video để giới thiệu tới cho các anh em về những mẫu mã bát tàng hình hiện đại nhất của cái năm 2020 hiện nay. Đấy, nói về bát tàng hình thì chắc anh em trong nghề không còn xa lạ gì nữa rồi, nhưng mà hôm nay cái video này mình sẽ gửi đến cho anh em về một loại bát tàng hình đẳng cấp nhất trong tất cả những cái loại bát tàng hình vừa qua. Đấy, những cái mẫu mã bát có rất là đa dạng tùy theo địa phương anh em thích làm bằng cái chất liệu gì, ví dụ là hoa này, bát hoa này, bát sành này, bát sứ, hoặc là những cái mẫu bát khó làm như bát nhựa, bát phít, kể cả là những cái bát inox nhà mình đều có thể làm được hết cho anh em nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu tới cho anh em về một loại bát tàng hình 2020 có thể chống được tất cả những cái khó khăn ở trong sòng trong sới, ví dụ như là những cái thợ thuyền này ở trong sóng sới, thường thường là người ta sẽ kiểm tra bát bằng những cái kiểu như là khò lửa này, bôi cái phấn rôm bút dạ vào trong lòng bát để đảm bảo là có bát tàng hình nó bị mờ đi cái khói cam. Nhưng mà với hiện nay với công ty mình đã cho ra đời được cái bát mà có thể là kể cả là những cái thầy thợ là khó tính nhất. Đấy, chống lửa anh em nhá, chống nước. Đấy, bát cho vào nước nóng đun sôi nhưng mà mang ra vẫn đánh được ok. Đấy. Thì để đáp ứng cho những anh em nào mà phù hợp với anh em mà đánh đồi đánh núi này, hoặc là anh em đánh ở trên tàu trên thuyền, làm được ra những cái bát có thể chơi được trong vòng 5 đến 10 tiếng. Đấy, vượt bỏ xa những cái bát ngày xưa nó chỉ đánh được 1 2 tiếng là hết pin rồi anh em nhá. Bát này là bát đẳng cấp nhất rồi. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em từng loại mẫu bát một anh em nhé. Loại thứ nhất là cái loại bát đánh đường trường, là cái bát tự động, vẫn giống như cái bát tự động ngày xưa, nhưng mà những cái ưu điểm mới nhà mình mới làm ra. Đấy, nhấn mạnh anh em là bát pin, tuổi thọ của pin này rất là lâu, đánh được trong vòng 5 đến 10 tiếng này, cái thứ nhất này. Thứ hai là chống lửa chống nước anh em nhá, anh em link cửa hàng mình có thể kiểm chứng chống lửa chống nước này. Thứ ba là đập ra là không tan tích gì anh em nha. Bát là bát vô tan, đập ra là chỉ vỡ thành thôi, kể cả vỡ trôn. Hạt tan nó siêu nhỏ, nó chỉ bằng hạt đậu thôi. Đấy, thầy thợ khó tính nhất cũng thể nào mà phát hiện được. Đây là một cái bát bịp anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em từng cái loại bát, giới thiệu cho anh em từng loại bát một này. Thứ nhất đó chính là cái loại bát trắng, bát đường trường này. Đấy, chỉ cần cái sóc xong đặt xuống nhà máy sẽ báo về. Đấy, anh em này, cực kỳ là nét luôn này. Đấy, cái sóc xong đặt xuống là nó sẽ báo về. Đấy, anh em lưu ý nhá, với cái loại bát mới của cái năm 2020 này thì anh em ở ngoài làm kỹ thuật cầm điện thoại thì có thể là cách xa được tầm 50 mét. Đấy, ngày xưa chỉ được 10 đến 20 mét thôi, nhưng bát bây giờ kể cả là anh em đánh ở trên rừng này, nó ngồi trên cây cách cho anh em đánh tầm 50 mét mà vẫn báo về được cho anh em nhá. Đấy, đó là cái ưu điểm mới này. Đấy là cái bát thường này. Thứ hai đó là cái bát khiển. Đấy, cái bát khiển là như nào, đó là phù hợp cho những em nào mà đánh ở công ty công sở. Đấy, những cái nó là bát đánh rất là di động anh em nhá, có nghĩa là anh em cứ để ở công sở, lúc mà anh em thích đánh thì đánh, không cần phải sạc nhiều. Đấy, khi cái sắp xong này đặt xuống này, anh em bấm khiển thì bát mới mở mắt anh em nhá. Đấy, đây cái nút khiển của nó này anh em này. Đấy, không như giống như cái bát đường trường này. Bát này thì sóc cái sóc xong là cũng được, lúc nào anh em muốn xem là anh em chỉ cần bấm một cái thôi. Đấy, sẽ hiện cực kỳ rõ nét luôn này. Đấy, đấy là về cái bát khiển và bát không khiển. Nó khác nhau ở cái chỗ là khi cái bát thường này sóc cái sóc xong đặt xuống là sẽ anh em sẽ nhìn được luôn. Đấy, là anh em đánh được trường. Còn cái bát này là do anh em đánh công sở hoặc là đánh đi đâu anh em, có nghĩa là khi anh em bất chợt đánh rồi có thể mang ra đánh anh em nhé. Đấy, bấm khiển anh em này là nó sẽ bảo vệ này. Đó. Thứ ba nữa là cái bát, nó là cái bát wifi. Bát wifi như thế nào là anh em có thể xem được trên trực tiếp những cái điện thoại của anh em như này. Đây, đây cái điện thoại bình thường anh em nhé. Anh em mang bát đi đánh không cần phải người kỹ thuật, mà anh em ngồi trong ấy anh em có thể xem được trực tiếp trên điện thoại của anh em luôn, rút điện thoại ra xem cái là được anh em nhé.
đấy, xem trực tiếp ra cho anh em lại thoát ra xem được bình thường anh em này. Đây tôi cách quay thử thử cho anh em 2-3 tiếng bạc nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ tới mình bất kể chỗ nào trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà mình thì có hai cơ sở thứ nhất bến xe Mỹ Đình Hà Nội và cơ sở thứ hai bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em tiện đâu thì anh em qua đó. Làm được tất cả trên những cái chất liệu, kể cả là những cái bát sành, bát sứ này, bát nhựa fit xanh và bát inox đều có thể làm được. Hoặc là những anh em nào mà chơi tài xỉu hoặc là chơi bằng bầu cua, nhà mình đều có thể làm được vào những cái thau hoặc là những cái chén cho anh em nhé. Với cái công nghệ bát sạc không dây của cái năm 2020 này, anh em đánh không cần phải sạc bằng dây dựa gì, anh em chỉ cần đặt lên cái bệ sạc từ này là có thể sạc được rồi. Sạc trong vòng 40 đến 60 phút mà anh em có thể chơi được 5-10 tiếng anh em nhé. Đấy là cái ưu điểm của cái loại bát tàng hình mới của bây giờ. Bát ngày xưa chỉ cần đánh, nó có nhược điểm như này. Bát ngày xưa đánh là tầm 1 tiếng là nó bị nóng chôn, nóng cái chôn đít bát này gây khó khăn cho anh em là đánh rất là dễ bị lổ. Còn bát của công ty mình làm bằng xi măng trắng anh em, đánh thoải mái, đánh 5-10 tiếng không bao giờ bị nóng đít bát. Đây, thử cho anh em cái bát nó thường này anh em này. Đấy, đây là anh em sắp đôi này, không cần phải khóa đi. Anh em nhìn vào màn hình nó thấy không, vẫn là sắp đôi này anh em này. Sắp đôi này, thử cho anh em cái bát sang cái bát khiển này nha anh em nhé. Đấy, với cái bát này là anh em đánh lúc nào anh em muốn bỏ mắt được này. Đấy, khi nào mà anh em muốn soi là anh em chỉ bấm một cái đây, tiết kiệm pin anh em. Đấy, ba trắng ba đen anh em nhé, ba đen này. Đây chỉ là một trong những cái rất là nhiều mẫu bát ở hiện tại bên công ty mình. Còn anh em nào mà chơi những cái loại bát hoa này, hoặc là những em nào bên nước ngoài, kể cả những em bên nước ngoài nha, chơi bằng bát nước ngoài, anh em thường chụp ảnh hoặc là gửi cho mình cái mẫu bát đấy về Việt Nam, mình sẽ làm trong vòng một ngày rồi gửi sang cho anh em nhé. Từ trắng anh em. Đấy, bát thường thường là một bộ bát của thường thường là sẽ gồm những cái, một là cái màn, hai là bát và sạc anh em nhé. Còn khi anh em đi chơi muốn xem trực tiếp vào trên điện thoại của anh em là anh em chỉ cần bát và một cục wifi nhỏ như này em đúc ở trong người là anh em có thể chơi được ở trong màn rồi. Thì đó là những cái mẫu bát mà mình vừa giới thiệu tới cho anh em, những cái mẫu bát đẳng cấp nhất. Đấy, nó là cái mẫu bát tàng hình vượt qua những cái mẫu bát ngày xưa, vừa xa bỏ xa những cái mẫu bát ngày xưa những cái nhược điểm của những mẫu bát đó là pin kém này. Đấy, ngâm lửa không được này, ngâm lửa là không được này anh em này. Phấn rôm bút dạ tô vào cái là không thể nhìn thấy. Nhưng mà với cái loại bát này, bát đẳng cấp như ở bên công ty mình là có thể vượt qua được tất cả những thử thách. Mời anh em lên tận cửa hàng mình, vào cửa hàng mình kiểm chứng anh em nhé. Thì giới thiệu thế thôi, anh em nào có nhu cầu thì alo thẳng tới cho mình qua số điện thoại. Đấy, anh em tiện đâu thì em qua đó, Hà Nội và Sài Gòn anh em nhé. Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa mà muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất, thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả nắp mủ cao su và nắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ nắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé.
À, tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết rằng là cái test quân này không không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhá. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đấy. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đấy, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi nhé. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Xong rồi. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy. Tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây, tôi mở cho anh em xem nhá. Đây, ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy, mà nó vào nó mở ẩu mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa, từ giờ tôi sẽ xoay bát đi tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng, đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Rồi. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt, đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nhá anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây, trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để chuyên để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái nọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi, kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây ở bên trong này, kính 7D 7 lớp anh em nhá.